Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một video kéo tay hay làm khác. Lần trước thì chúng ta đã cùng chế tạo chiếc kính thực tế ảo Google Cardboard, có vẻ là hơi phức tạp và lằng nhằng một chút. Còn hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm một số phụ kiện khác. Đó là bút cảm ứng và dụng cụ chiếu ảnh 3 chiều hologram. Cái này thì có lẽ là không lạ với những bạn nào thích tìm hiểu mày mò. Thế nhưng mà hôm nay thì mình vẫn sẽ chơi cối, hướng dẫn các bạn theo cách đơn giản nhất để chúng ta có thể tự làm ra những cái phụ kiện hay ho như thế này. Biết đâu với những thứ đơn giản này các bạn có thể sáng tạo thêm nhiều trò vui khác thì sao? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần đến nguyên vật liệu. Đây, bút cảm ứng thì chắc chắn các bạn sẽ cần đến một cái bút. Đây, các bạn có thể dùng bút bi, thiên long, bút bi, nghe gì cũng được, miễn là bút bi nhé. Dùng bút chì nó sẽ hơi sắc và dễ gây xước màn hình. Bút hết mực thì càng tốt. Tiếp theo là một cái bút khác. Cái này thì là để chúng ta vẽ. Một dao trổ, dao dọc giấy, một cái kéo, một cuộn băng dính trắng hoặc là băng dính giấy như thế này cũng được. Và cái này, đây là mình cắt ra từ gói đựng cà phê. Tại sao mình dùng cái này? Bởi vì là nó có cái lớp tráng nhôm ở trong. Các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái vỏ bánh, ví dụ bánh chô vai hoặc là vỏ bim bim, miễn là nó có lớp tráng nhôm. Ngoài ra thì nếu các bạn không thích dùng cái này, các bạn có thể dùng một bao thuốc lá đã hết và lấy cái giấy bạc ở trong nó ra. Đó, như này. Ok, miễn là nó dẫn điện là được. Còn đối với dụng cụ chiếu ảnh 3 chiều hologram ý, thì các bạn sẽ cần đến đây, một cái hộp. Thật ra là ở trong này có gì thì cũng kệ, mình chỉ cần đến cái hộp thôi. Đó, à máy quát nó có giấy cho mình luôn này. Cái thứ mà chúng ta cần để làm dụng cụ chiếu ảnh đó là cái phần nhựa trong như thế này. Ở đây. Đó. Chúng ta cũng cần một tờ giấy và không thể thiếu đó là thước. Ngoài ra thì cái này là để chặn giấy. Còn cái này là để... Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bút cảm ứng trước đi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cả hai cái vật liệu này. À, và mình để con LG G4 đây để có thể ghi lại toàn bộ những thao tác ở trên tay mình. Các bạn có thể thấy ở video còn gòn trên góc này. Đó. Có lẽ là chúng ta hãy bắt đầu với cái vật liệu khó hơn trước đi. Để xử lý thô nó thì các bạn cần phải lấy băng dính ra. Có thể dùng cả băng dính trắng hoặc băng dính giấy như mình đều được. Đấy là một đoạn khoảng 5 phân gì đó. Dán lên như thế này. Mục đích của việc này để làm cho cái miếng giấy bạc này nó dai và nó cứng hơn. Sau đó là chúng ta hãy vẽ lên cái hình dáng. Các bạn chú ý nhé. Chú ý nhìn cái hình mình vẽ nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Như thế này. Và phần này thì có thể kéo dài đâu cũng được. Đó, như thế này. Và sau các bạn hãy vẽ to ra một chút. Rồi. Bây giờ thì lấy kéo cắt theo cái hình đó. Rồi. Sau khi đã được cái hình dấu chấm than như thế này thì các bạn tiếp tục lấy kéo cắt vào cái phần giữa của đường tròn như thế này theo hai cái đường thẳng mà vừa nãy mình đã vẽ. Nhớ là cắt vào đến giữa nha, đừng cắt hết nha. Đừng cắt đôi cái hình tròn là vứt đi đấy. Sau đó là mình gập ngược cái hình tròn ra như thế này. Các bạn có thể thấy hình dạng nó như thế này. Bước tiếp theo là các bạn đặt nó vào cái đầu của cái bút. Sao cho cái phần lỗ hở của hình tròn đặt đúng vào vị trí của đầu ngoài bút. Và đây này, sau khi đã cố định xong thì các bạn tiếp tục lấy băng dính dán nó lại. Nếu cẩn thận hơn các bạn có thể dùng băng dính dán kỹ hơn và dán sát vào ngoài bút luôn. Đó. Đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc bút cảm ứng. À quên, đây cái phần đầu trên này này, các bạn có thể thấy đây, nó thừa thừa thế này và các bạn gập nó xuống. Đó, mục đích là để ngón tay các bạn có thể tiếp xúc với nó. Đây, mình sẽ thử với chiếc Zenfone Selfie cho các bạn xem. Đó, mình hoàn toàn có thể cảm ứng rất là ngon lành, mượt mà. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử với một cái phần mềm gì đó cho phép vẽ hình đi. Qua đi, rồi. Để vẽ thử. Rất tuyệt vời.
không khác gì bút cảm ứng S Pen luôn. New scan này, ok, bút cảm ứng hoạt động rất chính xác. Đó là với cái miếng giấy bạc ở trong bao thuốc lá. Còn với cái vỏ gói cà phê thì sao? Thực ra là với vỏ gói cà phê hay là giấy bạc trong bao thuốc lá thì các bạn cũng có thể làm y hệt. Cũng đầu tiên là chúng ta dán một lớp băng dính giấy hoặc băng dính trong lên để cho nó dày hơn, cứng hơn này. Sau đó là vẽ hình. Hoặc là bạn nào mà hình dung được sẵn cái hình đấy rồi ấy, thì không cần vẽ, cứ thế cắt luôn. Cắt theo cái hình đây này. Đó, mình để cái hình bên này để các bạn có thể xem đó, cắt theo hình đó là được. Sau đó dán lên trên đầu bút, làm sao cho cái ngòi bút vào đúng cái chỗ khe giữa của hình tròn. Vậy là xong. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua món đồ chơi thứ hai, đó là dụng cụ chiếu ảnh 3 chiều hologram. Và cách làm nó cũng hơi phức tạp hơn so với bút cảm ứng chút. Thì các bạn cần đến những cái miếng nhựa trong. Ở đây thì là mình sẽ lấy nhựa từ cái hộp của cái để cái ốp lưng mình mua cái đấy lâu rồi. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn cũng có thể sử dụng những cái nhựa trong từ những sản phẩm khác, ví dụ như là hộp đĩa, những hộp đĩa CD ấy, mà nó trong suốt. Nhưng mà cái đó thì cái nhựa mica nó hơi dày một chút, cho nên là khi mà các bạn chiếu hình lên sẽ bị hiện tượng chồng ảnh, tức là hai hình sẽ chồng lên nhau. Còn mình dùng cái này thì nó sẽ mỏng hơn, nhưng mà nhược điểm của nó là cái nhựa này nó lại hơi mềm một chút, cho nên là trong lúc thực hiện các bạn phải cẩn thận. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần nhựa trong suốt ra. Những cái chỗ này người ta in hình lên rồi cho nên là mình bỏ đi, vứt đi. Thực ra chỉ cần phần nhựa trong suốt thôi. Đây, ở đây. Công việc tiếp theo đó là các bạn cần một tờ giấy. Cái giấy này có sẵn trong hộp kia luôn, may quá, mình đỡ phải kiếm. Và thước kẻ, mình không có thước kẻ nên mình dùng cái này. Cắt một mẩu giấy ra, ok, gập đôi nó lại. Rồi, các bạn gập sao cho cái cạnh này của nó đúng là một góc vuông nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy đo từ rìa vào trong vị trí này sẽ là 0.5cm, từ đây vào đây 0.5. Tiếp tục đo chiều cao từ phần đỉnh của góc vuông lên đến một cạnh là 3.5cm. Và tiếp tục đo từ cái điểm 3.5cm các bạn vừa đánh dấu đây này, vào bên trong vuông góc vào bên trong một khoảng cách là 3cm nữa. Rồi, đây lại. Vậy là mình đã đánh dấu các điểm xong. Và mình sẽ dùng thước để kẻ những cái đường thẳng. Đầu tiên là mình kẻ đường 3cm này, và mình nối cái điểm 3cm này xuống cái điểm 0.5cm vừa nãy mình đã đánh dấu. Như vậy là chúng ta được một cái hình tứ giác. Các bạn hãy cắt nó ra. Đây là kết quả. Các bạn được một cái hình thang cân với cạnh nhỏ là 1cm và cạnh lớn ở dưới là 6cm, và nó có chiều cao là 3.5cm. Đó. Cạnh nhỏ là 1cm, cạnh lớn 6cm và chiều cao là 3.5cm. Mình nhắc lại lần cuối. Việc tiếp theo là gì? Các bạn hãy dùng nó đánh dấu lên trên những cái miếng nhựa trong mà mình vừa kiếm được đó. Chúng ta cần 4 miếng như thế này. Đấy. Mình sẽ dùng bút để đánh dấu. Bởi vì cái loại nhựa này khá là mềm cho nên là mình có thể dùng kéo để cắt nó rất dễ dàng. Và miếng cuối cùng. Cái chả hàng này khó cắt đây. Sau khi chúng ta đã có 4 cái miếng giống nhau như thế này. Đây. 1, 2, 3, 4. Thì các bạn hãy lấy băng dính để dán các cạnh nó lại. Đây, mình sẽ dán như thế này. Đó là những cái cạnh dài sẽ được dán với nhau.
sau khi dán xong chúng lại với nhau thì các bạn sẽ được một cái hình ngũ giác nhưng mà thiếu mất một cạnh, đúng không? Đây, các bạn nhìn thấy đây. Và để bù vào cái cạnh thiếu này, các bạn chỉ cần gập nó lại như thế này. Ok. Và lấy băng dính dán nốt chỗ còn lại. Và như thế này là chúng ta đã hoàn thành xong cơ bản cái thiết bị trình chiếu ảnh hologram rồi. Nhưng mà nó sẽ trông rất tạm bợ. Các bạn không thể nào xem hình được khi mà có băng dính nó dán ở đây. Nếu mà các bạn có dùng băng dính trong ấy thì có thể bỏ qua bước này. Nhưng mà mình dùng băng dính giấy cho nên là mình sẽ phải dùng thêm keo nến để dán chúng lại với nhau, dán cái cạnh lại. Và vậy là xong. Đây là sản phẩm của chúng ta. Trông nó hơi bị bẩn bẩn đen đen một tí tại vì là mình dùng keo nến cho nên nó bị cháy. Chứ nếu mà các bạn dùng băng dính trắng ấy, thì nó sẽ không bị như này, nó sẽ đẹp hơn. Và để sử dụng được cái thiết bị trình chiếu này ấy, thì các bạn cần thứ nhất là một cái môi trường khá là tối này. Thứ hai là một cái video hologram. Những cái video này thì các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy ở trên YouTube. Chỉ cần search với cả từ khóa là hologram video gì đó. Đây mình tìm thử xem. Hologram đây. Vừa mấy 3DH thì nó đã gợi ý rồi. Cái dòng thứ hai đấy. Rồi. Sau đó đặt cái thiết bị này vào giữa, chính giữa ở cái ô vuông này. Ok. Và khi nhìn từ bốn góc của cái thiết bị này, các bạn sẽ thấy hình ảnh nó phản chiếu lên trên cái thiết bị mà các bạn vừa tạo ra đó. Trong video này thì mình đã cùng các bạn chế tạo ra hai cái phụ kiện rất là thú vị, đó là bút cảm ứng và cái thiết bị chiếu ảnh 3 chiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đây là video được phát trên kênh YouTube của Mobile. Nếu các bạn thấy những thông tin vừa rồi hữu ích ấy, thì hãy bấm like video bên dưới này. Bấm chỗ này để đăng ký Mark Channel để đồng mình có thêm động lực cho những video tiếp theo. Bấm vào đây để xem những video khác đã từng được đăng tải. Và bấm vào đây để đến trang Facebook của Mobile cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại.